với kênh Nguyễn Hùng của mình nhá. Hôm nay tiếp tục làm Diều Cánh Cốc phần 2 nhá. Mọi người sẽ ơi, ai đầu đến kênh của mình thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh của mình với nhá. Chúc mọi người có những giây phút xem video vui vẻ và thư giãn, có thời gian có thể làm diều để thả cho mọi người xem nhé. Sau đây mình xin bắt tay vào làm nhé. Mọi người xem video ủng hộ kênh của mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. We'll be right back.
Mọi người đây là xong rồi nhá. Đây là xong rồi này. Đây là xong, đơn giản thôi. Mọi người ai xem đây rồi cho em xin một đăng ký kênh, một kênh của em ấy nhá. Cảm ơn rất nhiều. Cho em xem không thứ bóng và thay thử thôi. Vì bên không có gió thì chẳng có bãi nhà, sau đó lên cho mọi người xem thôi. Thế không có gió ấy. Sau đây không thứ bóng này. Thank you.
Rồi, thế này xong rồi này. Thế này xong rồi nhá. Thế này.